Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trên đây là những... Xin chào các bạn khán giả yêu mến của tin mới. Các bạn thân mến, sau khi Việt Nam thống nhất đất nước năm 1975, Trung Quốc liên tục có những động thái làm xấu đi quan hệ giữa hai nước như cắt giảm viện trợ, thúc đẩy Hoa Kiều Việt Nam hồi hương hay giúp Khmer Đỏ Campuchia tiến hành chiến tranh biên giới phía Tây Nam. Đỉnh điểm là cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Đúng như tên gọi của nó, phạm vi diễn ra cuộc chiến chỉ tập trung ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta, bao gồm Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Trong đó, Cao Bằng và Lạng Sơn được Trung Quốc xác định là hai hướng tiến công chủ yếu, và đúng như kế hoạch của chúng, các mặt trận tại Lạng Sơn, Cao Bằng đã bị Trung Quốc tấn công dữ dội. Ngày 4 tháng 3 năm 1979, ta để tuột Lạng Sơn vào tay quân đội Bắc Kinh. Lúc đó, chỉ huy quân đội Trung Quốc phụ trách hướng đánh Cao Bằng Lạng Sơn bây giờ đã nhìn vào bản đồ quân sự và nhận định rằng đánh được Lạng Sơn thì sẽ dễ dàng chiếm được thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Thế nhưng rốt cuộc, đó mãi mãi chỉ là nhận định trên lý thuyết, bởi sau đó ít ngày Trung Quốc không những không đánh thẳng xuống Hà Nội mà còn phải tuyên bố rút quân đội về nước. Tại sao Trung Quốc lại làm như vậy? Bỏ qua một điều kiện mà chính nước này nhận thấy là lợi thế và rút quân trên tất cả các hướng tấn công còn lại để quay trở về nước. Các bạn hãy cùng tin mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, xét về vị trí địa lý, Hà Nội nằm ở khu vực phía nam của Lạng Sơn. Quân đội Trung Quốc nhận thấy rằng từ Lạng Sơn đi về phía nam đều là bình nguyên bằng phẳng, là địa hình lý tưởng cho lực lượng bộ đội tăng thiết giáp của Trung Quốc tác chiến. Thủ đô Hà Nội lúc này cũng không có chỗ nào hiểm trở để phòng thủ. Như vậy thì quân đội Bắc Kinh hoàn toàn có thể nghĩ đến phương án chiếm cứ Hà Nội trước khi rút quân. Nhưng thực tế lịch sử diễn ra như thế nào chúng ta đều đã rõ. Quả thực, nếu so sánh về tương quan lực lượng hai bên vào thời điểm Trung Quốc phát động chiến tranh ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhiều người Trung Quốc mới luôn tự tin, hoành hoang rằng sẽ dùng biển người để thọc sâu, phá hoại Việt Nam và dạy cho Việt Nam một bài học. Theo đó, Trung Quốc đã huy động 9 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn bộ binh độc lập, tổng cộng 32 sư đoàn, 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh phòng không. Lực lượng được huy động khoảng trên 60 vạn binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối và dàn hỏa tiễn, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 948 máy bay sẵn sàng phía sau. Bởi vậy, có thể nói đây là đợt huy động quân sự lớn nhất của Trung Quốc kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Ngoài lực lượng quân chính quy, Trung Quốc còn huy động hàng chục vạn dân công và lực lượng dân binh ở các tỉnh biên giới để tải đồ tiếp tế phục vụ tải thương, hỗ trợ quân chính quy phục vụ cho chiến dịch. Chỉ riêng tại Quảng Tây đã có đến 215.000 dân công được huy động, còn về phía Việt Nam, do phần lớn các quân đoàn chính quy đang chiến đấu ở Campuchia, nên phòng thủ ở biên giới với Trung Quốc chỉ có một số sư đoàn chủ lực của quân khu 1 và 2, cùng các đơn vị bộ đội địa phương tỉnh, huyện, công an, vũ trang, biên phòng và dân quân tự vệ. Lực lượng tinh nhuệ nhất của phía Việt Nam đóng ở biên giới Việt Trung là Sư đoàn 3 đóng tại Lạng Sơn và Sư đoàn 36A đóng tại Sapa. Ngoài ra còn có các Sư đoàn 346 ở Cao Bằng, 325B ở Quảng Ninh, 345 ở Lào Cai, 326 ở Phong Thổ Lai Châu và các trung đoàn độc lập 141, 147, 148, 197. Trung đoàn pháo binh 68, các trung đoàn quân địa phương 95, 121, 192, 254 và 741. Toàn bộ lực lượng phía Việt Nam tham gia phòng thủ biên giới lúc đó có khoảng 70.000 quân. Sau được hai sư đoàn 327 và 337 từ tuyến sau lên Lạng Sơn tiếp viện, riêng quân đoàn 1 vẫn đóng quanh Hà Nội đề phòng Trung Quốc tiến sâu vào trung tâm. Không lâu sau đó, ảo tưởng chiếm Hà Nội trong vòng một tuần của Trung Quốc nhanh chóng bị dập tắt. Cụ thể, 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, sau một trận pháo kích dữ dội và trận địa phòng ngự của phía Việt Nam, hơn 120.000 quân lính và xe tăng thiết giáp của Trung Quốc bắt đầu tiến vào lãnh thổ Việt Nam trên toàn biên giới. Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Nam Ninh với mục tiêu chính là Lạng Sơn có hai hướng tiến song song.
hướng thứ nhất do quân đoàn 42A dẫn đầu từ Long Châu đánh vào Đồng Đăng nhằm làm bàn đạp đánh Lạng Sơn, hướng thứ hai do quân đoàn 41A dẫn đầu từ tỉnh Tây và Long Châu tiến vào Cao Bằng và Đông Khê. Ngoài ra còn có quân đoàn 55A tiến từ Phòng Thành vào Móng Cái. Cánh phía Tây của Sở Chỉ huy Tiền Phương đặt tại Mông Tự có 3 hướng tiến công chính, hướng duy nhất cho các quân đoàn 13A và 11A dẫn đầu đánh vào thị xã Lào Cai, hướng thứ 2 từ Vân Sơn đánh vào Hà Giang, hướng thứ 3 do sư đoàn 42D của quân đoàn 14A dẫn đầu đánh từ Kim Bình vào Lai Châu. Tổng cộng, quân Trung Quốc xâm nhập tại Việt Nam trên 26 điểm trải dài trên toàn tuyến biên giới. Trong ngày đầu của cuộc chiến với sự áp đảo về binh lực, chiến thuật biển lửa và biển người của Trung Quốc tỏ ra có kết quả. Quân Trung Quốc tiến được vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam trên dưới 10 km và chiếm được một số thị trấn. Chiến sự ác liệt nhất diễn ra tại các vùng Bát Sát, Mường Khương ở Tây Bắc và Đồng Đăng cửa khẩu Hữu Nghị, Thông Nông ở Đông Bắc với tư tưởng Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Với phương châm khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Một lần nữa, bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến giữa đầu tháng 3 năm 1979, quân và dân cả nước ta, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc lại đứng lên đánh đuổi quân thù xâm lược ra khỏi bờ cõi. Trước sự kháng cự ngoan cường và sự mưu trí sáng tạo của các lực lượng phòng ngự phía Việt Nam, đà tiến công của quân Trung Quốc nhanh chóng bị chững lại. Quân Trung Quốc hầu như không thể sử dụng lực lượng ở mức sư đoàn mà phải dùng đội hình nhỏ và thay đổi chiến thuật. Trên toàn mặt trận, chiến sự diễn ra ngày càng khốc liệt. Trong đó ác liệt nhất phải kể đến là trận chiến tại Đồng Đăng, thị trấn nằm sát biên giới Việt Trung trên hướng Lạng Sơn. Đây là trận địa phòng thủ của Trung đoàn 12 Tây Sơn, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Lực lượng Trung Quốc tiến công vào Đồng Đăng là 2 chi đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xe tăng và chi viện của 6 trung đoàn pháo binh Trung Quốc. Mặc dù bị cô lập, không được chi viện nhưng lực lượng phòng thủ tại đây đã kiên cường chiến đấu đến những người cuối cùng, trụ được cho đến ngày 23 tháng 2, ngày cuối cùng tại pháo đài Đồng Đăng, nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất. Quân Trung Quốc đã dùng bộc phá, đánh sập cửa chính, dùng súng phun lửa, thả lựu đạn, bắn đạn hóa học vào các lỗ thông hơi, làm thiệt mạng hầu hết thương binh cũng như dân quanh vùng đến đây lánh nạn. Đổi lại, trong trận Đồng Đăng, phía Trung Quốc đã thương vong hơn 2.000 binh lính, trong đó 531 người chết, chiếm được Đồng Đăng. Quân Trung Quốc tập trung lực lượng chuẩn bị tiến công Lạng Sơn, một trong những mục tiêu chủ yếu của cuộc chiến, mà nếu chiếm được thì bọn chúng sẽ rộng đường tiến về Hà Nội với khoảng cách chỉ 135 km. Để tăng cường khả năng chiến đấu, phòng thủ và chuẩn bị phản công, ngày 25 tháng 2 năm 1979, Bộ Chỉ huy tối cao phía Việt Nam quyết định thành lập quân đoàn 14 thuộc quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Thống nhất Lạng Sơn do Thiếu tướng Hoàng Đan làm tư lệnh, với lực lượng bao gồm các sư đoàn 3, 327, 338, 337 đang từ quân khu 4 ra cùng các đơn vị trực thuộc khác. Những ngày tiếp theo, chiến sự vẫn tiếp diễn khốc liệt trên toàn tuyến biên giới, nhưng tập trung là ở hướng Lạng Sơn. Trung Quốc đã điều tới đây thêm 2 sư đoàn từ Đồng Đăng và Lộc, phía đông nam Lạng Sơn, đồng thời tiếp tục đưa thêm quân mới từ hậu phương thâm nhập Việt Nam để tăng viện. Trận đánh chiếm thị xã Lạng Sơn bắt đầu lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 1979. Các sư đoàn 3, 337 của Việt Nam đã tổ chức phòng thủ chặt chẽ và phản ứng mạnh liệt trước các đợt tấn công lớn của Trung Quốc. Các trận đánh đẫm máu xảy ra tại các khu vực cầu Khánh Khê, Cốc Chủ, Quán Hồ, các điểm cao 800, 417, 417 và các khu vực khác. Sau gần một tuần giành giật các điểm cao quanh Lạng Sơn, ngày 2 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc bắt đầu bao vây thị xã Lạng Sơn và sử dụng 6 sư đoàn tấn công đồng loạt trên nhiều hướng. Chiều ngày 4 tháng 3 năm 1979, một cánh quân Trung Quốc đã vượt sông Kỳ Cùng, chiếm điểm cao 340 và vào tới thị xã Lạng Sơn. Một cánh quân khác của sư đoàn 128 Trung Quốc cũng chiếm sân bay Mai Pha, điểm cao 391 ở phía tây nam thị xã. Trước tình hình đó, phía Việt Nam đã điều động các sư đoàn chủ lực có xe tăng, pháo binh, không quân hỗ trợ áp sát mặt trận, chuẩn bị phản công, giải phóng các khu vực bị chiếm đóng. Quân đoàn 14 với các sư đoàn 337, 327, 338 hầu như còn nguyên vẹn, đã bố trí quanh thị xã Lạng Sơn. Quân đoàn 2 đang làm nhiệm vụ tại Campuchia cũng được lệnh cơ động gấp toàn bộ lực lượng về nước, tập kết phía sau quân đoàn 14. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, nhà nước Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc chống xâm lược,
lo ngại trước sức phản công mãnh liệt của Việt Nam. Chiều cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố bắt đầu rút quân. Như vậy là quân đội Trung Quốc đã bị cầm chân suốt 16 ngày ở thị xã Lạng Sơn, một thị xã chỉ cách biên giới 15 km và còn cách xa Hà Nội tới 135 km. Trung bình mỗi ngày, quân Trung Quốc chỉ tiến được 0,9 km và chúng đã mất 16 ngày chỉ để tiến tới được 1/10 quãng đường tới Hà Nội. Có thể nói chuyện ảo tưởng chiếm Hà Nội trong một tuần chỉ là giấc mơ ngông cuồng của những kẻ xâm lược. Trong cuộc chiến đó, Bắc Kinh từng lưu loa họ phát động cuộc chiến tranh phòng vệ nhằm đem lại hòa bình cho khu vực biên giới vốn đã trở nên hỗn loạn từ năm 1977, ảnh hưởng tới đời sống thường nhật của người dân Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó, ngày càng có nhiều bằng chứng được các học giả nước ngoài công bố cho thấy Bắc Kinh có những mục đích chiến lược xa xôi ấp ủ từ lâu. Cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979 do Bắc Kinh khơi mào còn nhằm thứ nhất là cứu chế độ diệt chủng Pol Pot, thứ hai là tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ để giúp họ xây dựng 4 hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp, quân đội, khoa học kỹ thuật, thứ ba là phá hoại nền quốc phòng và làm nền kinh tế của ta suy yếu, thứ tư là uy hiếp Lào từ phía Bắc để suy yếu liên minh chiến đấu Việt và Lào. Cuối cùng là thăm dò phản ứng của Liên Xô và dư luận thế giới, qua đó đánh giá khả năng tác chiến của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Các bạn thân mến, khi bàn luận về vấn đề này, nhiều người cũng nghĩ rằng để Trung Quốc chiếm được Lạng Sơn đồng nghĩa với việc mở toang cánh cửa Hà Nội. Thế nhưng sự thật là mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Đúng là khi đi từ Lạng Sơn về phía Nam, địa hình không còn núi non trùng điệp, tuy nhiên cũng không hẳn bình nguyên bằng phẳng, rộng rãi như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược dòng lịch sử, đã có 2 lần quân xâm lược phương Bắc bị đánh bại sau khi đã vượt qua Lạng Sơn và chưa thể đến được Hà Nội. Lần đầu tiên là quân Tống bị chặn lại phòng tuyến sông Cầu rồi phải giảng hòa trong thế thua. Lần thứ hai là Liễu Thăng nhà Minh bị mất đầu khi bị phục kích Ải Chi Lăng gần Bắc Giang. Đó là bài học lịch sử. Còn thực tế, càng tiến sâu vào trong nội địa của Việt Nam thì vấn đề tiếp tế hậu cần của Trung Quốc càng khó khăn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, một khi mũi tấn công của Trung Quốc bị chặn đứng ở Bắc Giang thì con đường tiếp tế thậm chí còn trở thành yếu tố quyết định thành bại của thế cuộc. Rất có thể khi đó kịch bản thua cuộc mà Thoát Hoan từng phải nếm trải mấy lần sẽ được tái hiện. Cho nên mặc dù nắm trong tay Lạng Sơn là một cơ hội khá rộng mở cho Trung Quốc tiếp tục thọc sâu, phá hoại, nhưng ngẫm ra mới thấy việc Trung Quốc tuyên bố rút quân Âu cũng là phương án khôn ngoan cho quân đội của nước này. Với góc nhìn của các bạn khán giả, các bạn đánh giá như thế nào với nước đi này của quân đội Trung Quốc? Và nếu như được viết lại lịch sử thì theo các bạn quân đội Trung Quốc có làm khác đi không nhỉ? Hãy cho Tin Mới biết ý kiến của mình bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!